tiêu chuẩn thì tiếp cận này là 10.000 này nè, thì đầu tiên muốn biết được tiếp cận được bao nhiêu á thì mình sẽ hiểu là chi phí tiếp cận trung bình. Rồi vậy thì biết được con số tiếp cận trung bình này cũng qua ba cách luôn. Một, lịch sử mình đã chạy ha, kêu cái người quản lý truyền thông marketing họ cho một cái báo cáo là chạy một năm hoặc là một quý, thường là một quý chi phí trung bình cho cái một lượt tiếp cận là bao nhiêu tiền. Tâm đắc thì kiểu như wow ấy, kiểu nói là mình cũng có một chút base về marketing, nhưng mà đến buổi ngày hôm nay thì thực sự mình rất là wow, bởi vì mình không có nghĩ là sẽ có một cái bản công thức detail như vậy để đem về và áp dụng luôn cho công việc mình đâu. Mình chỉ nghĩ là tới đây chắc sẽ học được một tư duy hoặc kiến thức nào đó, xong rồi về mình sẽ phải tự biến tấu lại với doanh nghiệp của mình. Nhưng mà không, học cái buổi ngày hôm nay xong về chắc mình ôm được cái bản đó và chỉ cần thay số liệu và thay những cái thông tin mà mình cần thôi là mình có thể sử dụng được rồi. Thì cái đó là rất là wow đối với mình á. Bệnh viện Doanh nghiệp CVG, nơi tư vấn và cung cấp hệ thống giải pháp toàn diện thực tiễn cho doanh nhân và doanh nghiệp.